Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình đã chia sẻ một vài cái lưu ý cực kỳ quan trọng ở trong cái mùa mưa này, mình chăm sóc cây sầu riêng như thế nào cho nó phù hợp. Thì trước khi mà đi tới những cái lưu ý quan trọng đó, thì mình có hai cái câu hỏi là tại sao lá sầu riêng nó rụng nhiều như vậy. Đây nè, bạn thấy không? Lá sầu riêng rụng nhiều. Và cái câu hỏi thứ hai là mình bón phân gà nở là bao nhiêu lần trong cái mùa mưa này. Thì tại sao các bạn, tại sao là nó lại rụng lá già nhiều như thế này các bạn? Là bởi vì theo cái kinh nghiệm của mình á, là mình để ý á, là sầu riêng á, thường á, là sau thu hoạch nó sẽ ra cơi 1, cơi 2 á. Mình nói tới cơi 1, cơi 2 nha. Nếu mà như cái cơi 1 nó ra rất là nhiều lá, ra rất là nhiều đọt á, thì cái lá già nó sẽ rụng nhiều đó. Nếu mà cơi đọt ra nhiều đợt 1 thì cái đợt đọt thứ 2 á, cơi đọt thứ 2 á, nó sẽ ra ít lại. Cơ đọt thứ ba nó sẽ ra vừa phải. Đó. Còn cái cơi đọt thứ nhất ấy, mà các bạn mà cảm thấy nó ra yếu ấy, nó ra lá nó ít ấy, thì thường là cái cơi đọt thứ hai nó sẽ ra rất là mạnh. Cho nên là các bạn cứ yên tâm, bình tĩnh, mình không có gì phải lo lắng hết nha các bạn. Thì một trong những cái biểu hiện ấy, mà cái lá già nó rụng đi như thế này nè, nó rụng nhiều ấy, thì chứng tỏ là đọt nó ra rất là nhiều các bạn. Nhiều người ấy, mà mình sợ rằng là tại sao lá già của mình nó rụng nhiều quá, mình lo lắng quá. Nhưng mà thực chất ra đối với bản thân mình, cái kinh nghiệm của mình ấy, mà lá già nó rụng nhiều ấy, thì mình lại thích nha. Sau khi thu hoạch ấy, mà lá già rụng nhiều, mình lại rất thích, mình thích hơn. Là bởi vì ấy, lá già thì thường nó sẽ rụng là những cái lá bận như thế này các bạn thấy không? Đốm rong, nấm hồng nè, hơi hơi cháy lá nè. Đó, nó hơi hơi cháy mép lá nè. Là thường là những cái lá bận, là lá già là coi như là nó tại đi hết. Chia già thì măng mọc các bạn. Đó, là nó rụng nè. Là đa số toàn là những cái lá bận nè, rồi lá nấm hồng đốm rong nè, nó rụng càng nhiều đi thì sau cái cơ đợt một á, bắt đầu là mình rửa lá, mình bắt đầu mới rửa bằng những cái gốc đồng đó, thì cái lá của mình nó sẽ sạch đó, cho nên là mình không gì phải lo lắng đâu. Các bạn nhìn đọt nè, nó ra rất nhiều nha, đó nó ra nè, ra khiếp không các bạn, ra từ trên xuống dưới nè đó. Cho nên á, là các bạn đừng có lo lắng về cái vấn đề là về rụng lá nha. Lá nó rụng nhiều thì tốt thôi, nó không có nghĩa là khi mà cây nó bị bận rụng lá thì lúc đó thì mình mới sợ. Còn đây là cây ra đọt, thì cây ra đọt thì lúc nào nó cũng phải thải lá già thôi, thì đa số là lúc nào nó cũng vậy. Nếu mà nó thải ít lá già thì đọt nó sẽ ra không nhiều, mà lá già thải đi nhiều thì đọt nó sẽ ra nhiều đó. Còn cái câu hỏi thứ hai á, đó chính là cái phân gà nở. Thì trong cái cách của mình á, là mình sau thu hoạch là mình chỉ bón một lần phân gà nở thôi các bạn. Đối với cái cây mà thu hoạch nha, đối với những cái cây mà cho kinh doanh nha, là mình chỉ bón phân gà nở có một lần thôi. Sau thu hoạch, cây 10 năm bón 10 kg, cây 5 năm bón 5 kg. Đó là phân gà nở của Hà Lan đó. Thì sau đó là mình không bón phân gà nở nữa. Vậy thì cái cơ đọt thứ hai và cơ đọt thứ ba mình bón cái gì? Mình chỉ bón phân 16 16 8 thôi các bạn. Là phân NPK á. Ví dụ cây 10 năm thì mình bón 500g, 400g, tùy theo cái cơ đọt nó nhiều hay ít. Nó bắt đầu nó ra tép á, khoảng cái chừng 5cm mà nó ra tép á, lúc đó là thấy nó ra mặn á, thì mình cho nó 500g, còn nấy ra yếu yếu thì mình cho 400g thôi. Đó là mình hai cơ sau là mình chỉ bón phân hóa học, phân NPK thôi nha các bạn, là 16 16 8. Tại sao á, trong cái mùa mưa này là mình không bón thêm phân gà nở ở mỗi một cơ đọt? Bởi vì mùa mưa này các bạn, cái độ ẩm nó cao lắm. Các bạn nhìn nè, cái độ ẩm rất là cao nè, đất nè, nhấn xuống mà nó nún rồi nè các bạn thấy không? Nè, nè, độ ẩm cỡ này thì mà cho phân gà nở vô nữa là coi như là, nè, đất nè, nún nè, bạn nhấn là đi êm chân luôn nè, các bạn thấy không? Nè, mình có cái lớp cỏ này mình cắt nó, mỗi lần lớp cỏ mình cắt vào đất nè, đi êm luôn nè, thấy không? Mà bón thêm phân gà nở nữa là úng nước luôn nha các bạn. Mà mùa mưa này là úng nước là cực kỳ nguy hiểm nha. Mùa mưa này úng nước là tới khi mà đợt mà làm bông á, là cây là hiện tượng suy, là lúc đó là nó suy đó các bạn. Cho nên cái phân gà nở mình chỉ bón một lần sau thu hoạch. Còn hai cái cơ tiếp theo á, là mình lấy ba cơ nha các bạn. Là cơ thứ nhất là mình sẽ bỏ phân gà nở để phục hồi vườn. Cơ thứ hai và thứ ba là mình không bón phân gà nở nữa. Vậy thì một năm ấy, đối với những cái cây mà thu hoạch ấy, mấy năm gần đây ấy, thật sự là mình chỉ bón phân gà nở đúng một lần duy nhất là sau thu hoạch thôi, là phục hồi vườn thôi. Còn lại là mình không bón phân gà nở bởi vì đầu tư nó nhiều quá các bạn. Phân gà nở bón nhiều quá, mình bón một lần cây 10 năm 10 kg là bón cũng lượng cũng khá khá là nhiều chứ không có ít đâu các bạn.
Cho nên là mình chỉ phục đầu tư một lần thôi. Nhưng mà có thể năm nay nhá, có thể năm nay mình xem tình hình như thế nào, thì cái đợt mà mình kéo đọt á, mình thì mình là luôn luôn kéo đọt nha. Lúc mà làm bông á là mình luôn luôn kéo đọt. Các bạn có theo dõi mình thì các bạn biết là cái kiểu của mình là mình luôn luôn kéo đọt cùng với bông. Thì cái lúc mà mình kéo đọt cùng bông ấy, năm nay có thể cái công thức của mình là mình sẽ có thể cộng thêm một ít phân gà nở lúc đó các bạn, cho 2-3 kg gì đó. Lúc đó cho vô cây nó cũng khỏe các bạn. Đó, thì năm nay thì để coi xem, mình xem xét là mình đầu tư các bạn. Sầu riêng mình cũng phải xem xét để mình đầu tư, chứ không phải là mình làm mà cứ đầu tư nhiều quá cũng không được các bạn. Tại vì á, mình đầu tư như hiện tại á, là một phần một lần một năm mình bón phân gà nở một lần á, mình thấy nó vẫn hiệu quả. Các bạn theo dõi mình xem biết cây vẫn sung, vẫn rất khỏe. Đó, cho nên là mình bởi vậy mình mới xem xét là có nên bón thêm hay không. Rồi cái lưu ý quan trọng. Này, cái cây này là các bạn thấy không? Một cây một, bạn biết là cái cây này hôm bữa mình có quay cho các bạn xem á, là mình cắt đọt nè. Đó, sau một cây nè. Bạn nhìn thấy sao? Nó muốn kín cây nè các bạn, mình nói đâu có sai đâu. Nếu mà một cây thôi nhá, nó ra mặn như thế này nó đã muốn bắt đầu muốn kín rồi nè. Ra hai cây, mà những cái cây mà cắt đọt này nè, thường nó sẽ ra tới 4 cây đọt lận. Nó sẽ ra 4 cây, nó sẽ đi liên tục. Đi 4 cây, nhưng mà có thể là cây thứ tư á là nó sẽ đi không nhiều, thường mà nó đi trên ngọn mà nó đi không nhiều. Đó. Thì 4 cây là bắt đầu mình mới làm bông. Đối với những cái cây như thế này, còn những cái cây bình thường thì sao các bạn? Những cái cây mà bình thường mình không cắt đọt mặn như thế này, ví dụ như cây này đi, như cây thái này đi, mà mình không cắt đọt nhiều á thì nó đi 3 cây thôi các bạn, hoặc là 2 cây, có năm mình cũng đi có 2 cây thôi, cũng tùy năm các bạn. Có năm á, mấy cây này có năm đi 2 cây à? Có năm đi 3 cây. Tại vì tùy vào mình thu hoạch nó sớm hay muộn á. Có thể năm nay nó sẽ đi 3 cây lận. Mà mình 2 cây hay 3 cây á thì cây lúc nào nó cũng đủ lá hết. Thật sự là bây giờ là mình làm bông, mình muốn làm bông luôn rồi á. Cây như vậy làm bông quá được luôn rồi các bạn. Nhưng mà đây nè, cái bộ lá như vậy làm bông dư sức rồi các bạn. Làm bông mà mình kéo đọt được nữa thì thôi nói gì nữa. Nhưng mà mình ở miền Đông Nam Bộ các bạn, đất đỏ Ba Gian, mình không có lên líp, mình không thể đậy bạt, mà mình cũng không thể là làm nghịch vụ được. Cho nên là dù có đủ lá đi chăng nữa thì mình cũng không thể làm được. Bởi vì ở miền Đông Nam Bộ mình á, là khu vực đất đỏ nè, đất đỏ Ba Gian nè, mình dựa vào thời tiết là nhiều hơn. Còn khu vực dưới miền Tây á, mọi người là lên líp, cho nên mọi người chủ động được cái việc là đậy bạt, đậy mủ để mình xiết nước. Cái cây sầu riêng nó muốn ra bông á, cái xiết nước mới là quan trọng các bạn. Bởi vậy cái thời tiết mà nó không ủng hộ mình á, nên làm bông nó sẽ rất là khó nha. Năm nào mưa thuận gió hòa thì làm bông nó sẽ đỡ hơn. Còn không là lúc đó phải tạo mầm, phải tạo 4-5 lần nữa. Rất là mất công các bạn. Lá già nó rụng nè. Đó, nó rụng là rụng, rụng nè các bạn. Đó, mấy cái lá già, lá chân trong này nè. Đó, mấy cái lá này hồi đó mà mình sau thu hoạch mà mình xịt gốc đồng luôn. Ví dụ các 85 hoặc là cái thuốc mà mình chia sẻ là cũng là gốc đồng thôi. Xịt cho mấy cái lá này rồi bây giờ nó cũng rụng đi nè. Đây nè. Đây, bây giờ nó cũng rụng đi nè. Đấy, rụng vô rụng đi nè. Thế thì mình xịt thuốc vô nó uổng các bạn. Đấy, mình đợi cho cái cơi đọt này nó ra mặn nè. Đấy, mấy cái lá này rụng hết đi nè. Thì bắt đầu mình xịt thì nó đỡ tốn thuốc hơn các bạn. Rụng rồi. Cây ra đẹp không? Ra đọt quá trời nè, cây ra đọt quá trời nè. Đấy, chỉ đi phân, mình có đi một ít phân 16, 16, 8 thôi á. Rồi còn dưỡng lá thì chủ yếu là cứ 7 ngày xịt đúng một lần các bạn. 7 ngày xịt sau rầy một lần. Và cái điều quan trọng nhất của mình vẫn là cái đề coa sơ phát nha. Với lại gốc cà táp á, quay hai gốc đó. Hai gốc đó nó mặn các bạn. Mùa mưa này xịt nó hiệu quả. Không có rầy nó ăn nè. Đọt ra đẹp không? Ra từ trên dưới này các bạn. Mùa mưa ra ghê thật. Đấy, đẹp hết từ trên dưới này các bạn. Đó, mày mốt cái đọt này nè các bạn. Từ từ nó săn, nó dày lên như vậy nè. Này là ăn lân này nè. Mấy cái lá già này là ăn lân này nè. Này là lân nó bóng đen đen kít nè. Đen hết rồi các bạn. Đó đây nè. Rồi cái ở trong mùa mưa này thì cái điều quan trọng cực kỳ lưu ý đó chính là về cái vấn đề là úng nước các bạn. Điều đầu tiên quan trọng nhất là úng nước. Làm sao thì làm, mình phải quan sát được là cái cây của mình nó có bị úng nước hay không. Là trong cái mùa mưa này là cái cây nào mà nó có bị úng đọng nước các bạn. Qua mùa mưa này mình mà không để ý nó mà đọng nước qua hết cái mùa mưa này á, khi mà tạo mầm mà xiết nước làm bông á, lúc đó cái cây là nó sẽ xiết nước làm bông á, là khoảng từ 20 cho tới 30 ngày thì cây lúc đó nó sẽ suy nha.
nó sẽ dễ bị bệnh. Cho nên những cái cây nào mà bị úng nước trong mùa mưa này á, tới lúc đó mà làm bông á, lúc đó cây nó suy, bắt đầu là mình phục hồi không nổi luôn đó các bạn. Là lúc đó là bị thối cổ rễ rồi, đó là trễ rồi. Cho nên á, cái điều quan trọng nhất là trong mùa mưa này là phải làm sao thì làm, mình phải xẻ cái rãnh ra cho nó chảy nước đi nha các bạn. Thế là ví dụ như cái gốc này nè, gốc này nó cũng úng nước ghê rồi các bạn. Gốc này của mình nó bị úng nước à, nên mình cũng phải xẻ cái đường chỗ này nè. Bạn nhìn nè, đó, mình xẻ cái rãnh này ra để cho nó chảy nước xuống như này nè. Đó. Còn ai á, bạn nào mà bị úng cái đất mà nó bằng quá, nó úng nước á, đào một số cái hố như vậy nè để cho nước nó rút xuống cũng được. 2-3 cái hố nhỏ như vậy nè. Đó, mình móc để cho nước nó rút xuống cái đó nó cũng được. Tại nhiều khi đất bằng quá cũng khó xử lý các bạn. Mình đào xung quanh cái gốc á, khoảng cái chừng 2-3 hố gì á là nó cũng đỡ, là nó cũng róc cái nước xuống cái hố đó. Nhưng mà quan trọng nhất là vẫn là úng nước nha các bạn. Đặc biệt là những ai mà trồng mà ngày xưa á, mà mình cứ làm bồn đó các bạn, là cực kỳ nguy hiểm nha. Làm bồn á là sau mùa mưa này là nó úng nước rất nguy hiểm. Rồi cái điều thứ hai đó là về cỏ các bạn, quản lý cỏ nè. Thì mùa mưa này thì mình phát cỏ thì thường là mình phát cỏ liên tục các bạn. Mình phát thì không có để cho nó ra bông. Cái quan trọng lắm nha các bạn, tại sao mình không cho nó ra bông? Bởi vì á, các bạn để ý á, khi mà những cái cây cỏ dưới đất này nè mà ra bông á, là lúc đó bướm rất là nhiều. Mà bướm nhiều á, thì nó lại hóa là sâu nhiều. Sâu nha, sâu nhiều xong nó đi kèm với rầy nữa là coi như là combo hủy diệt nha các bạn. Cho nên á, là cái mùa mưa này á, là mình để cỏ á, là mình không có cho ra bông nha. Mình phát á, thì mình phát làm sao cho nó còn gốc cũng được, nhưng mà mình đừng có để cho ra bông nha các bạn. Đó là hai cái lưu ý cực kỳ quan trọng luôn nè. Sau một cơi đọt này các bạn, nó ra nè. Cây đó mình cũng tỉa mạnh tay đó, tỉa trên dưới một đọt ra. Một cơi thôi, các bạn muốn làm bông rồi nè. Quá trời luôn các bạn ơi. Đó, phục hồi sau thu hoạch một cơi thế nè. Là giờ mình mà đậy bạt được, mà mình làm nghịch vụ được mình cũng ok đó các bạn. Đây nè, mình xịt đây, cho các bạn xem nè. Mình xịt thuốc mà cái này nó úng nó chết rồi nè các bạn. Đó nè, chết rồi nè. Này không biết là cái này là sâu hay là rầy đấy các bạn, như là cái này là trứng của sâu á, của con bướm nó đẻ ra các bạn, nhưng mà chết rồi đấy. Cái đề cô nó hay lắm các bạn, đề cô pha với lại thuốc sâu á. Thuốc sâu thì mình cứ chủ yếu là cái gốc là chờ lo body phốt ethin với lại cybermethin thôi các bạn. Đó, mùa mưa này thì bây giờ quan trọng nhất hai thứ. Thứ nhất là cỏ không để bông, phát đừng có để cho ra bông nguy hiểm lắm các bạn. Cái thứ hai ấy là đừng có để uống nước. Đó, cứ hai cái đó thôi, mà chủ yếu là hai cái đó. Rồi sâu rầy thì mình cứ 7 ngày xịt một lần các bạn. Mưa lấy cái gốc thuốc đó, mình không có pha với lại bám dính, mình cũng không pha với lại thuốc lan trải luôn á, mà mình chỉ xịt đúng 7 ngày một lần. Có lúc thì 15 phút mưa, có lúc thì 30 phút mưa, có lúc thì được 2 tiếng. Đó, vậy chứ mà mình vẫn giữ được cây đọt tốt không các bạn. Đây nè, rõ ràng. Đó, rõ ràng nè. Như cây đọt sum suê luôn các bạn. Đó là một số cái lưu ý là cực kỳ quan trọng là mình muốn chia sẻ cho tất cả cô chú anh chị và các bạn mình, để mình biết là mình làm nha. Mình để ý là mình làm cho nó đạt hiệu quả trong cái mùa mưa này. Mình chia sẻ như vậy để cho làm sao giúp được cô chú anh chị và các bạn tự tin mình làm, mình đừng có lo lắng về cái vấn đề rụng lá già hay là như thế nào. Đó, mình cứ tự tin mình làm thôi. À, nếu mà thấy những cái chia sẻ của mình mà thấy hay á, thì cô chú anh chị các bạn cho mình xin một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ. Mình hẹn gặp lại cô chú anh chị ở một clip khác nhé. Bye bye.